Anh chị em nha, trước mắt anh em đây là hòm bảy lươn loại 48 nha, rất là đẹp nha. Hiện nay mình đang đóng hàng đưa đi cho khách đấy. Cái nào giống cái nào anh em ạ? Đó, cái nào cũng đẹp, giống nhau hết đấy. Đó, anh em mà mua thì đặt hàng với mình nha. Đó, anh em coi. Cái máy của mình quay cũng không được nét lắm nhưng mà nó tấm lưng còn đẹp thế này. Tre thì làm bằng tre già anh em nhé, tre làm bằng tre già mà hàng thì đi luôn mới anh em nhé. Giờ như anh em đặt hôm nay thì ngày mai sẽ nhận được hàng thôi. Đó này, coi anh em thấy không này, coi sơ sạp nha. Máy này không bắt nét được. Rồi, bắt nét đây này. Nè. Đó. Đó. Đây hàng 48 anh em nhé. Ngoài ra thì có cả hàng 60, 42, 34. Nói chung đủ thể loại. Nên là anh em thích loại nào thì cứ alo cho mình. Đều là có cả. Xin chào anh chị em nha. Xin cho video mình một like, một subscribe. Xin chào anh em.